Vào quay quay thú nhanh nha. Quay thú mình cũng hay hên này. Vào tất tay ít ván. Hết thì cho nó hết luôn. Con thì có thêm đôi đồng này nha. Xem cầu này. Mình sẽ đánh theo kiểu của mình tiếp nhé. Về con sư tử. Sư tử bình thường mình hay đánh x6 này. Giờ nó không ra x6 này. Ra con công này. Con công. Đây là vào không kịp. Con công ra thỏ với khỉ. Thỏ với khỉ. Mình đánh cho to luôn nhé. Cắt tay ván hết luôn này. Thỏ với khỉ này. Còn nữa thì mình sẽ đánh lại con công. Một ván hết thì nghỉ anh em. Kết thúc được. Khỉ thỏ, khỉ thỏ, khỉ thỏ, khỉ thỏ. Đúng luôn, đúng luôn. Sang tiếp. Ngon. Một củ có luôn 8 củ ấy nhá. Đấy. Làm ván thôi anh em. Lại lấy lại vốn rồi này. Gần lại vốn rồi này. Khỉ. Gấu. Én. Gấu với én. Mỗi con một củ đi. Đánh lại con khỉ. Giờ mình sẽ đánh như thế này nhá, mình chọn hai con chính với lại con mới về mình sẽ đánh phụ. Hai con chính mỗi con cứ một củ thôi anh em. Gấu này. Đúng luôn anh em. Bắt hai cầu chuẩn cả hai này. Đấy đấy, 13 củ luôn rồi. À, vào chim hên thế nhỉ. Lấy lại vốn còn có lãi luôn anh em. Gấu này. Bồ câu này, ém này. Bồ câu ém nhá. Mỗi con một củ đánh lại con gấu 500k. Đấy, mình đánh chừng mực thế thôi anh em ạ. Đánh chừng mực thế còn có tiền đánh lâu dài. Mà cá mập trắng. Ra con cá mập. Cá mập ra thỏ. Bắt đầu. Cầu cá mập này khó chơi quá anh em ạ. Cá mập biết đánh con gì nhỉ? Con gì đây, con gì đây? Làm con thỏ nhỏ nhỏ nhá anh em. 500k thôi. Thỏ với công đi. Thêm con công nữa. Con chim, con thú. Công, công. Thỏ này, thỏ này, đúng thỏ luôn này. Tanh vái ra anh em ạ. Thỏ, én, bồ câu. Ném một câu. Mỗi con một củ. Con thỏ. Bỏ con thỏ đi. Bắt con công nhé. Mình nghĩ là vì chim. Là vì thú nằm dài quá rồi. Chim nào, chim nào. Má ra gấu anh em. Gấu trúc. Ra gấu này. Mất 2 củ rưỡi này. Cầu thú nó nằm dài thế nhỉ. Xem câu này. Đến bồ câu này. Bồ câu với thỏ này. Mình sẽ bỏ con thỏ đi nhá. Thì mình sẽ đánh con công. Hay con thỏ. Đánh lại con gấu nữa. Con thỏ chắc không về đâu. Đừng về con thỏ. Má con thỏ đúng con thỏ luôn này. Câu nó ra con thỏ mà mình bỏ con thỏ này. Nghĩ là nó không về thỏ nữa. Nó không nằm biệt thú dài thế. Thêm vào con công thế mà lại về thỏ, đúng thỏ luôn. Gấu. Gấu với bồ câu nhá. Đánh con thỏ 500. Bồ câu đúng luôn, bồ câu. Ngon. Một củ có 8 củ này. 12 củ rồi. Bắt đầu cược. Bồ câu ra thỏ. Én công. Lại tiếp tục con thỏ. Thỏ chả lẽ nó về khuôn thế. Bỏ con thỏ đi. Công với én đi. Kết thúc cược. Một con 500. Cầu này tùy lúc anh em ạ. Có lúc thì căn cầu như thế này nó trúng liên tục. Có lúc thì là một giấy không trúng luôn anh em ạ. Nên ta cứ bình tĩnh mà chờ đợi thôi anh em.
mất 3-4 ván thì thắng một ván thì sẽ lấy lại thôi. Bắt đầu cược. Gấu ra thỏ này, thỏ én, thỏ én, mỗi con một củ nhá, thỏ với én, đánh con gấu 500 nữa. Kết thúc cược. Thỏ én, én lâu lắm này cũng không về anh em, về con khỉ anh em ạ. Về khỉ, nó đang giai đoạn hút đây anh em. Con khỉ về gấu, gấu với én, gấu với én, mỗi con một củ, đánh thêm con khỉ 500 và con thỏ nữa cho chắc ăn, làm 500 con thỏ. Gấu, 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 khỉ. Con khỉ. Về tiếp con khỉ anh em. Con khỉ cũng được, nhân 8. Đỡ hơn là con thỏ. Lên là 9 củ 7. Về tiếp con khỉ thì cũng như cầu lúc nãy thôi. Đánh lại cầu lúc nãy nhá. Gấu én, mỗi con một củ. Khỉ với thỏ, mỗi con 500. Quên nhỉ, không bấm cược tiếp nhỉ. Đỡ phải bấm lại. Rồi quay đi em. Gấu, 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 gấu. Vai. Sư tử. Con sư tử. Ván này mất 3 củ này. Bắt đầu cược. Sư tử cầu trước là công này. Mình sư tử trong mình rất là thích đánh x6, nhưng giờ có con công nữa, thêm con công nữa. Công én thỏ, mỗi con mình đánh 2 củ luôn nhá. Chẳng lẽ là mất liên tục anh em. Tất tay luôn. Còn mấy trăm ca tất tay luôn nhá anh em. Én thỏ công, về con công thì ngon này anh em. Công 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 công. Rồi én én đúng luôn. Con én 3. Lại có lên anh em ơi. Đấy. Lên 14 củ luôn này. Mất 7-8 ván lấy lại một ván thôi anh em. Én xong sư tử. Khỉ này. Khỉ với thỏ nhá. Hai con thú. Kết thúc. Khỉ thỏ. Không kịp để đánh thêm con én 500 nữa anh em. Đừng bảo là nó về con én nhá. Thỏ, đúng thỏ luôn anh em. Đấy. Cầu đã trúng thì nó hay trúng lắm anh em ạ. Làm giấy trúng luôn đấy. Giờ bắt đầu giấy trúng của mình này. Bắt đầu. Thỏ xong bồ câu với gấu nhá. Bồ câu với gấu mỗi con một củ. Thỏ 500. Đánh thêm thỏ 500 này. Đánh thêm con én nữa cho chắc ăn nhá. Lỡ nó về én thì cũng lấy lại được vốn. Bồ câu, gấu, thỏ anh em ạ. Con thỏ 2 luôn này. Cũng có lái một ít. Lên luôn 17 củ. Thơm. Tôi có tiền livestream rồi anh em ạ. Thỏ thì cũng bồ câu với gấu nhé. Tay này mình đánh 2 con thôi. Bồ câu với gấu. Bỏ 2 con kia đi. Kết thúc cược. Quay nào. Toang toang nhìn cầu này toang đấy anh em. Ra công rồi. Ra con công. Khỉ với thỏ, hai con thú này. Câu này cầu thú à. Khỉ với thỏ nhá. Đánh lại con công 500. Kết thúc được. Công người đánh nhiều chưa kìa. Ba củ mấy luôn. Khỉ, đúng khỉ luôn. Có thêm 8 củ này. 9 củ, 20 mấy củ luôn rồi anh em. Đáng nghỉ được chưa nhỉ? Bắt đầu cược. Mình cầm vào là con khỉ, khỉ xong gấu, gấu với én. Mình cầm vào là 2 củ mấy nhỉ? 2 củ 6 à? Kết thúc. Giờ lên 20 mấy củ rồi.
kiếm thêm đăng hên, kiếm thêm ít gấu nữa. Đấy, gấu luôn. Hai lăm củ đăng hên nha anh em, cố gắng kiếm đi, kiếm khi còn đăng hên anh em, chứ đến lúc mà xui rồi thì đánh đâu tật đấy anh em. Gấu, khỉ, khỉ với thỏ, gấu, bồ câu, đánh thêm con bồ câu nữa. Giờ mình có tiền rồi mình rải thôi anh em. Vái ra én này, đánh bồ câu, thỏ, khỉ, ra giữa con én, én đến thỏ, bắt đầu cược, thỏ sư tử, thỏ khỉ. Câu này thỏ khỉ đẹp này, mỗi con một củ, hai củ luôn. Đánh thêm con én, một củ, én nằm, bắt con én nằm này, không thì nó sẽ ra thỏ với khỉ. Đúng đúng, cầu xoay thế này thì đúng rồi. À, hết hồn anh em ạ, tưởng nó nằm con cá vàng. 29 củ, bắt đầu cược. Công, công với bồ câu, cầu chim, công bồ câu, con hai củ, đánh to to tí nhanh giàu anh em, thêm con gấu và con thỏ nữa, nhanh giàu để nghỉ chứ video cũng dài quá rồi anh em. Đúng bồ câu này, đúng nó lên này, ngon, ngon hơn phở anh em ạ. 39 củ luôn, thơm thơm thơm. Gấu, gấu với công, bồ câu xong gấu với công, tiến thì nó sẽ tiến sang gấu, còn lùi thì lùi xuống công, hợp lý. Giờ mình có tiền rồi, đánh con hai củ thôi anh em, lên bồ câu này, chim bồ câu, bồ câu đấy anh em, thấy không, cầu nó mất thì mất một giấy luôn, còn cầu nó được này, mình được liên tục luôn anh em ạ. Căn theo cái cầu này áp dụng còn quá ngon anh em ạ. Đánh lại cầu lúc nãy nhé, công với gấu, đánh nhỏ tí thôi, ăn hai con, ăn bốn, ba bốn ván liên tục rồi, ăn to rồi. À, không dám đánh to anh em ạ, đánh được một củ thôi, cầu đang đẹp mà, gần 50 củ luôn anh em ơi, 47 củ rồi. Cầu đang ăn nên mình tranh thủ đánh nhanh em, chứ đáng lẽ ra video mình không quay dài thế này đâu, nhưng cầu đang ăn ngon quá không nỡ ra anh em ạ. Đánh con thỏ với con khỉ, ván này ra con khỉ nữa thì ngon anh em này, hốt luôn này, ra con thỏ này, năm sáu tay không trật tay nào anh em ạ. Ăn từ 20 mấy củ mà ăn lên đến 50 mấy củ này, thỏ bồ câu, bồ câu với công, hai con chim, chỉ cần ăn 3-4 tay, mình ăn 4-5 tay ấy nhỉ, 4-5 tay lên gần 30 củ, kinh. Đấy 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 đấy, lại về bồ câu tiếp này anh em, chim bồ câu, quá là kinh khủng. Mình đánh có con công với con bồ câu thôi, đánh có mỗi hai con, lên 65 củ này,